từ trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay xin giới thiệu các bạn website học tập tiếng Anh rất hiệu quả. Đó chính là website 5 Minute English. Để truy cập website, đầu tiên các bạn mở trình duyệt của mình lên, sau đó gõ vào thanh địa chỉ 5minuteenglish.com. Nhấn Enter. Đây là giao diện đăng chủ website. Các bạn chú ý một lesson, đây là các bài học mà chúng ta cần chú ý. Trong một lesson có rất nhiều bài học khác nhau. Và hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn bài học listening, các bài học khác các bạn có thể làm tương tự như trên. Các bài học listening, các bạn có thể chọn bài học bất kỳ. Và trên đầu một bài học là một số từ mới mà có thể các bạn chưa biết. Click chọn đây để nghe. Để nghe đi nghe lại nhiều lần. Và sau một bài học, chúng ta có một bài tập nhỏ nhỏ để kiểm tra khả năng nghe hiểu của mình. Trả lời. Và cuối bài học là có đáp án để chúng ta so sánh kết quả. Bài hướng dẫn của chúng tôi xin kết thúc. Chúc các bạn thành công trong việc học tiếng Anh của mình.